Amon Duplantis đã làm cả thế giới sửng sốt khi phá kỷ lục thế giới môn nhảy sào với thành tích 6,25m tại Olympic Paris 2024. Không chỉ giành huy chương vàng với mức xà 6m, Duplantis tiếp tục chinh phục các độ cao lớn hơn, phá vỡ kỷ lục Olympic trước khi vượt qua chính mình với 6,25m đánh dấu lần thứ 9 phá kỷ lục thế giới trong sự nghiệp. Sau khi vượt qua ngưỡng kỷ lục, Duplantis chia sẻ rằng anh cảm thấy như đang trải nghiệm thoát xác và khán đài 70.000 người đã cổ vũ nhiệt tình với những tiếng hô mono, mono. Hình ảnh Duplantis chinh phục bức xà đã trở thành biểu tượng của sự nỗ lực không ngừng nghỉ và đam mê trong thể thao.